Xin chào quý vị và các bạn đang xem trên kênh YouTube Nhà Đất Hữu Nhân. Hôm nay em đang có mặt tại vị trí là hẻm 30, hẻm 136 Thiên Hữu Dương hết quý vị, phường An Bình, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang nha. Đây là quang cảnh của cái hẻm 136 nè. Đây là, cái đường này thì mình là hẻm 136 nha quý vị. Đây là quang cảnh của cái đường hẻm 136 ha. Đây là nó có một cái khu sinh thái làng sen nè ha. Đây là khu nhà, ở đây là khu dân cư cũng đông đúc nha quý vị. Hôm nay em giới thiệu cho quý vị và các bạn một ngôi nhà mình ha. Nhà mình có công năng là một trệt một lửng nha quý vị. Đây là vị trí ngôi nhà mình nè. Trước mặt nhà mình có một cái con lộ là thể hiện là 4m nha quý vị. Nhà mình có diện tích là chiều ngang là 7m, chiều dài là 11,9m nha. Nhà mình có hoàn công 55m nha quý vị. Còn 27m thì là đất thể hiện đất lúa nha. Đây là trước mặt mình là có một cái sân đậu xe ha. Đây là quang cảnh của cái ngôi nhà mình ha quý vị. Đây mời quý vị vô tham quan ngôi nhà ha. Nhà mình có công năng sử dụng là hai phòng ngủ và một phòng khách và một phòng bếp nha. Và một cái lửng ha. Đây là quang cảnh của một cái sân đậu xe nè ha quý vị. Sân đậu xe này mình được 3,5m ha. Đây là bước vô thì mình có một cái phòng khách nè. Đó, bậc cầu thang thì ốp mặt đá hoa cương hết quý vị. Đây là phòng khách đầu tiên nè. Bước vô mình có phòng khách nè ha. Trần thì trần thạch cao, ở trần thạch cao ha. Đây là không gian của phòng bếp hết quý vị. Đây là phòng phòng ngủ số 1 mình ha. Đây là không gian phòng ngủ số 1 nè. Em xin nhắc lại là diện tích đất của mình là chiều ngang là 7m, chiều dài là 11,9m nha. Tổng diện tích là 83,3m nha quý vị. Còn đây là phòng ngủ số 2 nè. Đây là quang cảnh của phòng ngủ số 2 ha. Còn ở trên gác lửng mình thì là bê tông nha quý vị. Đây là phòng, đây là toilet nè. Không gian toilet nè. Đây là hướng cái gác lên thấy quý vị. Và ngoài sau mình thì có sân khoảng 1m làm sân phơi ha. Đây là quang cảnh của sân ngoài sau 1m nè. Có sân phơi luôn. Đây là hướng cầu thang mình ha. Đây là mình lên cầu thang nè. Đây là không gian trên một cái gác ha quý vị. Đây mình xuống cầu thang lại ha. Đây là không gian từ ngoài sau mình nhìn ra ngoài trước ha, cho quý vị dễ hình dung ha. Quý vị và các bạn có quan tâm đến ngôi nhà này thì xin vui lòng liên hệ số điện thoại trên màn hình giúp em ha. Giá thì em cũng để trên tiêu đề ấy quý vị. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video clip tiếp theo trên kênh YouTube Nhà Đất Hữu Nhân. Xin chào ạ.